Hello chào các bạn, mình là Waterbot Fun đây. Nay chơi Typhoon nhá. Hạn chế nha. Chỗ này nghe nói vật thầy trả xuống quá ngon lắm. Tên vô địch bắn gãy ngứa. Thì đúng rồi. Tên vô địch thì súng máy không có tác dụng nhiều nữa nhé. Đó, lên vô địch thì phải mấy cậu mà như là meta đó. Cậu đó với cậu rút rồi. Chứ còn đạn nổ cũng không có sát trùng máy, súng máy cũng vô dụng rồi. Chùm lên vô địch thì đầu tư meta đi. Nói vậy thôi chứ bắn thôi lại nhau. Game biết game rủng cần quan trọng với mình, dùng súng súng bình thường mà mình giết được thắng được nó là hay, chứ phải cứ meta nào thắng đâu. Cho nên các bạn ít tiền thì các bạn cứ theo dõi video của mình rồi củng cố cái kỹ năng của mình, rồi từ từ các bạn sẽ leo lên lên cao đánh vậy thôi. Đầu tư từng 2 triệu là chơi T4 bét nhẹ luôn, nâng cấp MK2 có thể lên MK3 được luôn. 2 triệu bạc chơi bét nhẹ luôn, cái gì mà phải sống. Còn gặp dê mạnh quá thì thôi, mà dê thì mình hội đồng đó. Còn nếu mà nhiều dê quá tức là bạn đang ở một cái rank cao quá thì bạn phải ăn hành thôi, chờ nó xuống đánh tiếp. Đó rồi, các bạn đừng có ham vào rank, đau rank tốn thời gian lắm mà đã chán lắm. Vô bắn được 2 phút ra, 2 phút ra nản quá. Mà bạn đau rank làm chi, nó lên nhanh lắm. Bạn đau nhanh quá thì nó, bạn đau mà sâu quá thì nó lên rất nhanh. Chừng dài trận nó lên là trời, Bisou nó tính hết rồi, dễ gì mà ăn mà Bisou đau một hai răng, đau một hai tầng thì không bỏ, mà đau nhiều nó lên nhanh thì thôi, dòng luẩn quẩn vậy đó. Nên có sao cứ bán vậy đi, mình thua thì mình rút kinh nghiệm nên mình bán hay hơn. Chung bắn đạn bắn súng bình thường mà thắng được địch mạnh sướng, cảm giác nó đã lắm, chứ không phải như là tụi mình chơi dê. Chơi 5 con dê nhấn nút càng càng, nhấn nút càng càng đâu có vui gì đâu, chán bỏ bài. Chơi cái này để dùng kỹ năng nhiều nó sướng, đầu tư vừa phải thôi. Tôi nói là hơn 1 triệu 2 triệu là mắc nhè rồi, không cần đầu tư 1 lần đâu, đầu tư lai rai có như là nhiêu 50% đạt 100%, rồi từ từ mạnh thôi. Mà đừng bắt chước mình làm youtuber cho nên mình mua nhiều súng nhiều robot vậy chứ. Còn bạn mà chơi bình thường thì đầu tư khoảng 7-8 con được rồi, súng dài loại robot 7-8 con rồi lên MK2 hết là bắn là bậc thầy thôi, cái gì đâu tay lên vô địch được luôn. Đừng về, ngay cả youtuber Việt Nam nhiều thằng cũng mấy MK2 rơi vào 3-4 gì nó vẫn đánh được. Chẳng mấy cái kỹ năng đó mình nữa, phải súng không nhiều thanh niên cứ bị lắp ngàn năm đấy. Tội cũng kệ. Cái tội đâu, cái tội đi hành gà khói, đi hành gà hành được mấy trận lại lên cao lại ăn hành tiếp. Mình nói càng ăn hành càng tức thì càng đau, cứ vòng vòng như thế mà cái skill càng ngày càng lụi dần đi, tại vì đâu có tính toán gì được đâu, không tính toán được cái đường đạn của nó, không tính toán được chỗ ấn nấp, không tính toán được là mình phải làm sao để mà cho nó lú đầu ra mình bắn, mình phải dụ làm sao cũng không biết luôn, lên lên cao chết thôi nghỉ. Không cái nào nói thiệt, mình chơi lâu mình biết. Nhưng có thiệt đấy, chơi mà cứ đau răng rồi thành gà cái dòng luẩn quẩn vậy đó rồi chán. Rồi trận này ăn chắc rồi. Nhiều trận đẹp quá ha. Thì nhiều trận đẹp nhưng mà nhiều trận sắp mặt lờ mà mình đâu có đăng. Xóa rồi. Cái trận đó là do thùng rác hết, chỉ để đây trận đẹp vậy thôi.
Bây giờ mình nói lần thứ N, đừng có tin mấy cái mà gì đó khi mà ảnh ngay cả YouTuber nổi tiếng của nước ngoài cũng vậy thôi, nhiều dáng vô vừa vô lú đầu ra nó bắn về làng bà rồi chơi mấy cái nó lên stream á, coi tức cười hơn ai đâu. Được cái MK3 vậy thôi, trình cũng bình thường, sợ thua các viewer của mình đó. Mấy khán giả của mình nhiều người mình giỏi hơn mấy tôi quay ngoài nhiều. Không có nó đẹp phải sao đâu, trình trình của mấy YouTuber nước ngoài cũng bình thường, không như đặc sắc lắm đó, tại vì nó quen chơi MK3 rồi, cái chơi quen như cái cảnh mình nhảy vô giữa rồi, mà xả súng như là Rambo rồi, cái không có quen cái cảnh đúp rồi đó. Mình có đăng cái video mà một bên họ súng Reaper, một bên của Ares của mình mà vừa mới núp Reaper mà vừa phải bắn tụi nó nghe cuối cùng vẫn ăn. Bạn có gì theo dõi video đó rồi, một em cuối cùng mà sao. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.